Mẫu này 70.000, còn mẫu này 120. Cả hai cái mũ bảo hộ này thì đã giá đấy đã đều được bao ship rồi các bác nhé. Cơ sở dụng cụ nuôi ong An Thịnh này xin chào toàn thể các bác. Rất là vui thì ngày hôm nay em lại quay trở lại trên kênh, giới thiệu cho bác về những cái sản phẩm, vật tư, những cái dụng cụ nuôi ong mà tất cả các bác đã là thợ nuôi ong thì chắc chắn phải cần trong cái mùa này. Bác nào chưa có nhé, bác nào chưa có những cái mũ bảo hiểm như này, những cái mũ bảo hộ chống ong đốt như này, hoặc là chưa có những cái sản phẩm mà em sắp giới thiệu ở đây, bởi vì đây là kho hàng em, thì nhất định hãy ở lại xem hết video của em nhé. Giới thiệu xong một sản phẩm, em sẽ báo giá cho các bác một sản phẩm. Giới thiệu xong một sản phẩm, em sẽ báo giá cho các bác biết nó là giá bao nhiêu để các bác tiện mua. Cách thức mua hàng thì các bác điện trực tiếp cho bên em, có số, có Zalo, Zalo em để ở đây, số ở đây các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em nhé, số em để ở đây các bác điện ngay cho bên em để được tư vấn cũng như là chốt đơn hàng nhanh nhất có thể. Và đây đầu tiên em xin giới thiệu cho bác một chiếc mũ. Chiếc mũ này là chiếc mũ rẻ, thì tại sao mình lại mua chiếc mũ rẻ này? Thứ nhất là các bác thấy là nó cũng rất là an toàn. Đấy, nó có vành này. Nhưng mà cái mũ này thường là gì? Là khi mà các bác mua nhá, là mình để trong xe nó rất là tiện này. Thứ hai là nhờ những người đi quay mật hộ ấy, ví dụ như là nhờ anh em, nhờ hàng xóm, hoặc là đôi lúc các bác đi gửi ong ở những cái nhà mà mình đến mình gửi ong ấy, họ đi lanh quanh, họ đi ra vườn, họ sợ bị ong đốt, cho nên là mình trang bị một vài cái như này để luôn ở nhà mà mình gửi ong ấy. Đấy, trẻ con để biết đi ra vườn thì đủ cái này thì ong nó sẽ không đốt, nó sẽ an toàn. Hoặc là những người đến xách cầu hộ các bác thì các bác mua cái này nó rẻ, cái này 70.000 thôi ạ. 70.000 các bác nhé. Thế còn cái mũ này thì nó chuyên nghiệp hơn. Cái mũ này nó chuyên nghiệp hơn thì các bác mua thì dùng được rất là lâu, còn tránh được cả nắng nữa. Bởi vì cái chất liệu này nó cũng rất là thoáng và mát. Đấy, ví dụ mà các bác không ví dụ không muốn điều lúc đi làm ong mà không muốn lấy nó nắng thì các bác đội luôn như thế này. Đấy, nó thành một cái mũ bình thường, đúng không ạ? Rất là kiểu còn nhìn rất là thời trang, phong cách đẹp này. Đấy, rất là mát các bác nhé. Thế còn bình thường thì mục đích chính của nó sẽ là sử dụng để tránh cho cái việc ong tấn công, ong đốt vào mặt. Nhớ ngày mai mà phải đi ăn cỗ, đi đại diện rồi mà hôm nay bị ong đốt thì cũng rất là ngại. Nhưng mà thực ra các bác là thợ ong thì không sợ ong nó đốt nữa rồi. Nhưng mà có những cái công việc mà mình cần ấy, chẳng lẽ để ong đốt vào mặt. Cho nên là các bác hãy đeo vào, đội vào như em này, rất là an toàn. Đấy, các bác thấy không? Thiết kế của những cái mũ bảo hộ bắt ong này, thì thiết kế của cái nào thì cái lưới ở trước mặt này các bác nhé, là nó cũng sẽ là màu đen. Đấy, để mình nhìn ở bên trong ra nó không bị lóa mắt. Và cái này nó rất là cứng, bởi vì nó bằng lớp lưới, nhìn nó rất là thoáng hơn những cái mũ kia. Và tất cả những cái này đều thoáng hết, để trong quá trình các bác làm ong ấy thì đội vào nó không bị ra mồ hôi và nó không bị quá nóng. Đấy là cái phiên bản này, có dây đeo qua lách này. Thì cái mũ này bên nhà em nếu mà phổ thông trên thị trường thì gọi là mũ cao bồi. Đấy, mũ này thì là 120, em báo lại mũ này là 120 nhá. Em nhắc lại này, bác nào mua thì điện trực tiếp cho bên em cho nhanh, tại vì là những cái giá này là những cái giá mà được gọi là tốt nhất thị trường rồi cho những cái sản phẩm chất lượng như này. Đây là các bác cần mua cái mũ này để làm ong, điện luôn cho bên em. Và tiếp tục một cái sản phẩm thứ ba em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái bộ áo liền mũ. Áo liền mũ để các bác đi khai thác. Cái này ưu điểm của nó, ưu điểm của nó là cái này bảng giá cập nhật tốt nhất của giá năm nay là bao nhiêu em ơi? Mẫu này 150 ạ. Mẫu này là 150 nhá bác ơi. Đã giảm hơn được 10.000 so với năm ngoái. Mẫu này năm ngoái là 160, năm nay rẻ được 10.000, chỉ còn 150. Và phiên bản này cực kỳ dày dặn nhé các bác ơi. Nhìn này, đấy một cái mới hoàn toàn luôn. Thì em xin giới thiệu chi tiết về cái này nhé. Cái này là áo liền mũ, cũng để mục đích là để đi quay mật chống ong đốt và kiểu trong quá trình kiểm tra đàn ong. Thì ưu điểm của cái này ấy, thì em dùng rồi cho nên ưu điểm lớn nhất của cái này là nó không bị khi mà mình đi lại trong vườn mình khai thác quay mật ý, thì cái bộ này nó sạch. Đấy, mình mặc ra bên ngoài thì cái áo bên trong của các bác nó rất là sạch, mình không lo nó bị bẩn áo bên trong. Đấy, còn nếu không các bác đi ở vườn trại ong ấy, đi luồn lách qua những cây vải này, qua những cây nhãn này, cái mật này, rồi những cái tàn hoa ấy, nó rơi xuống rất là bẩn. Cho nên là các bác mặc cái này vào thì nó rất là sạch khi mà mình khai thác làm ong. Đấy là ưu điểm lớn nhất. Thế còn về cơ bản thì ong nó sẽ không thể tấn công được. Và đằng trước nó cũng là thiết kế một cái mũ may liền với một cái áo luôn. Nó có kéo khóa ở đây các bác này. Đấy, nó có kéo khóa ở đây nhá. Thì các bác mặc thì chỉ việc kéo ra như này thôi, là mình mặc mình chui vào này. Chui qua đây rất là thoáng đúng không các bác. Ở bên cái chất liệu vải này, vải cốt tông,
mặc nó rất là thoáng. Mà cái này là loại dày các bác nhé. Cái này là bên nhà em bán là loại dày. Đấy, nó có một loại mỏng nữa thì dùng nó rất là nhanh nhão. Bên dưới thì được thiết kế là may bu rông, có dây chun để bo viền vào để mặc thì cũng, ong nó không chui được lên. Và ở ống tay cũng vậy. Đây, mũ có vành. Đây được gọi là áo liền mũ, dùng để đi quay mật, khai thác mật thì chắc chắn là các bác phải cần cái này rồi. Nó sạch các bác. Còn cái áo này hiện tại bên nhà em đang cập nhật giá tốt nhất thị trường hiện nay là 150k. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác mua mấy cái cũng được. Tiện mua thì mua luôn một vài cái dùng dần các bác. Qua mẫu sản phẩm này thì em tiếp tục đến cho các bác một cái sản phẩm mà đã là thợ nuôi ong thì bác nào cũng cần, đó là dao. Đây ạ. Dao này là dao hàng em hàng đặt nhé. Hàng này em nói luôn nó là hàng đắt tiền. Giá là 100 chưa bao ship. Riêng con dao này là không bao ship. Loại này là loại xịn. Các bác, cái chất các bác nhìn giúp em này. Để quảng cáo thì em cũng không biết nói như nào. Nhưng mà cái hàng này thì là hàng em đặt chuyên cho các bác thích dùng những cái hàng xịn. Đấy. Dùng để cắt vít lắp, nó rất là đẳng cấp luôn. Thì con này là 100 các bác nhé. Nhà em số lượng thì rất là nhiều cho nên là các bác đặt hàng thoải mái đây. Nó có mấy cái mà để gọn gàng vào đây. Nó còn một loại nữa thì các bác dùng kiểu như nghiệp dư thì có thể tham khảo, nó rẻ hơn thì ở video này em không giới thiệu. Thế còn một cái sản phẩm nữa là một cái bình xịt khói trong cái mùa này. Mà đây là bình xịt khói dành cho bác thợ nuôi ong. Bác nào thì cũng phải cần. Bác nào mà cái bình xịt khói của mình năm ngoái nó đã bị cũ rồi. Thì năm nay mình có thể tham khảo, các bác tham khảo giúp em cái này để đặt hàng mua trong đợt này các bác nhé. Bình xịt khói năm nay đang cập nhật giá tốt nhất là bao nhiêu? Giá bình khói là 170. Giá bình khói năm nay cũng giảm được 10.000, năm ngoái là 180, năm nay chỉ còn 170 thôi các bác nhé. 170 đã bao ship chưa? Dạ chưa. 170 là đã bao ship? Chưa. 170 là chưa bao ship các bác nhé. Các bác mua gộp đơn một vài sản phẩm thì bên nhà em sẽ bao ship cho các bác. Còn giá của con này bình xịt khói Elox loại 1, hàng dày dặn nhé, hàng dày, thì là 170 chưa bao gồm cước phí. Ok không các bác ơi? Đó, vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu một vài cái vật tư cho ngành nuôi ong mật mà các bác đã là thợ nuôi ong rất là cần thiết trong mùa giải này. Bây giờ đang bắt đầu vào chuẩn bị quay mật vải rồi. Đấy, bác nào mà cần những cái dụng cụ nuôi ong vừa rồi em vừa giới thiệu thì một lần nữa em xin nhắc lại là các bác điện trực tiếp cho bên em. Số thì có Zalo, các bác kết nối trực tiếp Zalo gọi cho bên em cũng được. Hoặc là các bác đã là khách hàng quen, khách hàng thân thiết bên đại lý dụng cụ nuôi ong An Thịnh Bắc Giang thì có thể là điện trực tiếp cho bên em để chốt đơn luôn. Alo trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.